Rồi, hello, xin chào anh em nha. Quý xin chào toàn thể anh em. Hôm nay quý có về một số dụng cụ cầm tay với lại một số quạt, quạt phục vụ cho gia đình nhà xưởng. Để cho giới thiệu đến đây cho anh em xem tham khảo rồi có đúng nhu cầu của mình không. Hôm nay quý về một lô 9 bao. 9 bao nhưng mà cất vô kho hết 6 bao rồi. Ở đây còn 3 bao nằm đây. Đây cũng đầy bạc lại. Bữa này cũng có độ pin khá khá. Mấy mày. Thùng thùng hộp hộp. Anh em nào có muốn làm sỉ thì tới bãi xem anh em ha. Bãi quý thì 629 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần trạm thu phí An Sương An Lạc hướng miền Tây lên bên tay phải. Đây là một số con quạt ống. Mấy con quạt ống này anh em để nhà xưởng, mấy cái xưởng nhỏ nhỏ nó thổi xa lắm. Mấy con này là trong tương lai là quý sẽ lên điện 220 hết luôn. Mấy con này thì nó mất cái tay rồi, nó mất cái tay sắt rồi, có thể là quý sẽ thay đó bằng cái công tắc bật ở đây thôi. Anh em nắm hai đầu sắt đi. Mấy con nào mất tay sắt thì quý tính mềm hơn mấy con đủ tay một xíu. Bất tiện cái là thiếu cái tay thôi. Bình thường xách một tay, bây giờ phải xách hai tay. Con này nó nặng đến 15 đến 17 kg anh em. 6 cánh. Con quạt Ebara. Thương hiệu Ebara. Con này quý đấu dây xong quý lên điện 220 cho anh em luôn. Còn anh em muốn làm sỉ á thì quý tính ký luôn. Anh em làm sỉ thì alo quý nha. Số điện thoại quý 0988 577 662. Con này đẹp quá trời đẹp luôn. Nói chung là không có con nào gãy cánh cũng đỡ. Chứ này gãy cánh thì chỉ có nước bó chân thôi anh em. 6 cánh. Chạy phê lắm. Đẩy gió rất là xa. Con này mà còn đầy đủ tay thì quá đẹp luôn. Ebara Fun. Một pha 320 trên 485W. Cũng nửa ngựa rồi chứ đâu có ít đâu. Ồ, tin vui nha anh em, made in Việt Nam luôn nha. Thấy ghê chưa anh em? Hàng Nhật mà made in Việt Nam. Không thấy điện thế ta. Một pha. Đây đây, điện thế đây. Điện thế Nhật anh em nha. Điện thế 100V nè. 410W nè. Công suất là 410W, tần số 50Hz nè. Con này là nó nửa ngựa, chính xác nửa ngựa luôn. Nửa ngựa nhỉnh hơn xíu luôn. Đó, điện thế Nhật anh em thấy không? Mà made in Việt Nam nè. Đấy. Kinh chưa? Nhưng chúng ta ra thị trường chúng ta mua thì theo quý thì quý không biết là mua ở đâu, sản phẩm mới này tại Việt Nam mua ở đâu rồi đó. Bản thân quý thì quý không biết. Sudan, con này thì made in Taiwan. Cũng là điện thế Nhật hết, 100V. Con này có tay sắt. Con này giống con vừa rồi.
có một lớp sơn phủ màu xanh xanh đột chuối. Ở đây là những con mà chạy điện một pha, dùng điện cho gia đình, dùng điện gia đình một pha, quý lên một pha 220 luôn. Rồi con này là cái con dùng điện 3 pha nè, con này công suất lớn hơn nè, con này đường kính 5 tấc nè. À, con này thổi nhà xưởng mới phê nè anh em à. Quạt này 7 cánh, đường kính quạt là 5 tấc. Đây. Mấy con này quý nghiên cứu chạy tụ ngậm coi có được không? Chạy tụ ngậm là một pha luôn. Không thấy cái lắc thông tin cho anh em. Đây mình xem lỡ cái lắc này đi. Motor này đến 5 ngựa anh em à. Con có motor 5 ngựa luôn. 3,7 kg. 3,7 kW, 3 pha 200 V. Wow. Motor 5 ngựa luôn anh em ơi. Con này nó đẩy chắc là dữ dội. Toàn bộ là mấy cái con bự bự nè, 2 nè, 4 nè, 6, motor 5 ngựa không nha anh em. Đấy. Ta 5 ngựa không? Con này cánh nhôm, nhiều cánh. Con này 9 cánh. Cánh nhôm 9 cánh này, cánh nhôm thì nó có hơi hen rỉ. Cái này cạo ra sơn lại đẹp. Nếu mà anh em lấy sỉ là hết luôn, 45.000 kg, màu xanh. Rồi đây nữa nè, con này kiểu như quạt hút nè. Mấy cái lưới này nó bị cong vên qua do va chạm. Con này cũng hơi móp méo, cắn cánh luôn, móp hơi nhiều, gò lại thôi. Còn đây là mấy cái con quạt sò nè anh em ơi, quạt sò vỏ nhôm, bầu nhôm. Quạt này của hãng Suwa. Suwa made in Japan. Con này là một ngựa anh em ha. 0,75 kW. Một ngựa. Đó. Cánh đồ bên trong màu đẹp quá trời đẹp. Có lưới bảo vệ luôn. Lưới là bằng thép không gỉ. Lưới trên, lưới dưới. Cái này là để giống như người ta dùng để cột vậy nè anh em. Số còn cái cổ dê inox luôn. Lọc gió, lọc bụi. Một số còn, một số mất. Có 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Mà qua mắt quá đếm không được anh em à. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 2, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20 con. 20 con giống nhau anh em à. Có 20 con giống nhau. Toàn bộ một ngựa nha.
Lô này anh em nào lấy cân hết giá 70 ngàn chứ. Ở đây con này là nó thổi cả làng luôn nè anh em. Con này là dữ luôn. Super Win. Con này chạy điện 3 pha anh em ha. Nước ngoài người ta thích, người ta hay dùng dòng điện 3 pha lắm, tại vì nó tối ưu. Nó phát huy hết công suất ở cái động cơ nhỏ thôi. Động cơ nhỏ mà nó dùng điện 3 pha là nó phát huy cái công suất nó lớn. Con này hai ngựa anh em ạ. Hai ngựa. Hiroshima da băng. Này 55.000 ký. Cái lô bơm hơi hôm trước quý có giới thiệu sương sương với anh em, hôm nay quý ship ra có hàng có ngủ. Con này là bơm không dầu dùng cho ngành hơi sạch nè, như là ngành nha khoa y tế rồi nè. Motor khía hai ngựa, đầu bơm không dầu hai ngựa, tình trạng là hầu như là liền lạc. Đó, chỉ có bể mấy cục cao su dưới chân thôi, bể 4 cục cao su dưới chân. Áp 8 kg. Áp 6 đến 8 kg ha, không biết họ cho dừng ở mức nào. Cơm bắc. Cơm bắc Ophi. Cơm bắc Ophi. Con này nắp nó hơi khó. Nó cấn. Kiếm gì gõ gõ này xuống. Okay. Chắc đời mới anh em à. Bản điện tử nè. Con này một ngựa luôn. Lấy cái búa dưới khúc sắt tròn tròn, chọt cái này cho nó thụt xuống. Cái này sao? Cái này em thấy này không thua gì. Đâu? Không thua gì hết á. Cái đó không ăn thua chứ á. Gõ nhẹ thôi cho nó thụt xuống. Mạnh xíu nữa. Bây giờ chán rồi. Cái nắp nó bị vên cho nên là khó mở quá. Cố gắng mở cho anh coi. Thử. Rồi đó. Kịch nó ra. Đừng đây không mắc mới chứ. Không chết nó không ăn thua. Đó. Ê, từ từ. Coi chừng tới công chuyện cả đám bây giờ. Hai người dở lên luôn có 80 kg nhiêu. Rồi được rồi. Quá hóp. Đây. Con này cũng vậy luôn. À, con này liền lạc rồi không? Đặc biệt.
biệt sao mà nó mới anh em ạ. Mới xô mà nó mới. Mấy con này chạy điện một pha nha anh em. Một pha motor là 750W một ngựa. Chân chu nè. Mới tinh lắm, mới khiếp luôn. Mấy con này thì nó ra 2 dây nhưng mà quý tin là anh em về anh em đấu bên trong sẽ được. Ồ thôi, hộp khởi động từ nè. 2 dây, 3 dây à. Hộp này hộp 3 pha nhưng mà nó dùng 2 dây. Mới tinh. Mới tinh tươm. Quá đẹp anh em. Ở đây luôn đi, gài lại khó mở quá. Đây là con bom bình không dầu. Hai ngựa. Boe nó bị quá trình vận chuyển nó sức ra nè. Đấy, này về chắc anh em hàng lại rồi xong. Anh em đem ra gió đá cho người ta hàng lại. Con này đời mới lắm nha anh em. Tiền lạc luôn. Oil free. Đem thồ. IC đem thồ. Tâm biết sao. Motor trơn. 1.5 kW. Đây là con Hitachi 3 ngựa 2.2 kW, cũng là đầu bơm không dầu luôn. Motor Hitachi 2.2 kW. Điện lạc. Bộ đồng hồ, bộ xả, bộ van tự xả, bộ gờ le tự ngắt. Bên đây là bộ khởi động từ. Khởi còn trong đó. Đây là hai con cũng là nén không dầu của hãng Hitachi luôn. Nghe hai ngựa hết. Con nào cũng còn liên lạc đầy đủ hết. Đồng hồ. Quan tự xả. Trơn chu hết. Mấy con này một con mắc Boe. Con còn Boe. Đây là con nén cách âm Iwata. Con này cũng là không dầu luôn. Hai ngựa. 1.5 kW. Đẹp ghê không anh em. Mới nè. Mới ken luôn. Mới ken xẹn luôn. Mới ken xẹn luôn. Motor trơn 1.5 kW nè. Động cơ motor đồ quay trơn chu hết. Đồng hồ 3.820 giờ. Hồ áp đồ còn nguyên. Áp 6-8 kg. Con này cũng liền lạc nè. Hướng dẫn sử dụng nè. Catalo nè. Chân đồ còn đầy đủ. Đẹp ghê. Đẹp. Trên đây là con một ngựa 07. Cũng nén không dầu luôn anh em à. Không liền lạc đẹp luôn. Này motor một pha một ngựa anh em. Điện của nó là nó 100V nhưng mà cái này là cũng giống như con vừa rồi đó.
anh em biết đấu là anh em tháo ra anh em đấu được nha, mở đít ra anh em đấu là được nha, một ngựa là đấu được rồi. Cái hộp K3 dễ thương ghê không, bình chứa mới hầu như là liền lạc luôn, hầu như là liền lạc. Bảy ngàn 652 giờ chạy cũng ghê chứ ha, độ bền cũng cao chứ. Này cái nó có móp méo cái lưng xíu. Cái con này còn cái chụp gió phía sau còn đầy đủ, liền lạc. Có con thiếu có con đủ nha anh em. Như hai con ngoài đây thiếu à. Con này cũng hai ngựa luôn. Xấu hơn con vừa nãy. Bề ngoài nha, bên trong nè, ô phấn đẹp quá, đẹp luôn. Quá đẹp luôn anh em ơi. Bóng loáng à, trơn cái tay luôn à. Bề ngoài này nha, bề ngoài là hơi xấu nha. Còn liền lạc luôn. Hai ngựa trở lên là không có một pha nha anh em, một ngựa thì có một pha. Con này là hơn cái kia, là con này có quan xả, con kia mất quan xả luôn. Mấy cái quan này anh em mua mấy cái cửa hàng người ta bán ba cái đồ lặt vặt có nha. Ba cái cửa hàng bán ba cái ống đồng, ốc đồng rồi đó, ốc vít rồi đó. Đồng thao. Vỏ này cũng còn tương đối đẹp chứ, tại hơi dơ thôi. Chân hơi bong bong sơn đây. Ừ. Tôi quên nói giá cho anh em luôn. 07 là 3,5 triệu. 15 là 5 triệu nha anh em. 15 là 5 triệu. Hai ngựa đó. Con này nó tháo một tờ nó vứt qua bên nè. Thiếu đồ đạc tùm lum. Con này cũng hai ngựa luôn. Trơn tru. Anh em có muốn con nào thì chụp màn hình lại con đó đi, rồi gửi quý thì quý trả lời tin nhắn riêng đi, rồi trao đổi cho dễ luôn nè. Con Magi một ngựa nè, có cái bầu chứa hơi nhỏ nhỏ nè. Một ngựa. Con này một ngựa. Một ngựa này, một ngựa cách âm này 3,5 triệu anh em. Đấy, cách âm 3,5 triệu. Con đó có nhớt á. Con đó chạy nhớt. Chứ không phải là khôn. Con này Hitachi 7,5 triệu nè, khô nè. Trong khô không có sấy nè. Còn khá là đẹp liền lạc luôn, bên trong nước sơn còn quá trời đẹp luôn. Một tay trơn. Bình hơi nè. Anh em chụp màn hình lại nha, quý không? Không thấy được.
Bình này 23 lít. Áp 10 trên 17 kg cm vuông anh em ha. Áp an toàn là 10 kg nha, áp tối đa 17. 32 lít. Con này 14 triệu anh em à. 7,5 14 triệu. Con này thì tay tư của xe mướp rồi, nó cắt. Nó tháo đồ tùm lum hết trơn, nó trội vậy. Còn con đây giới thiệu anh em luôn. Con này hai ngựa. Đâu, 2 hay 1 này đó. Hai ngựa anh em à. Motor 1,5 kW. Mà cái loại này có 1 bít tông nha anh em. Quá trời mới luôn. Công nhận mới thiệt. Thiết bị giờ còn nguyên hết. Mới thay ghê luôn. Mà này còn bộ van nè. Van lọc nước. Bây giờ con liên lạc anh em ơi. Đẹp quá đẹp. Bên trong quá đẹp. Bên ngoài có hơi rỉ rỉ. Hai ngựa này giá 4,5 triệu nha anh em. Giá 4,5 triệu có bánh xe ở dưới. Rồi anh em có muốn mua con nào thì cứ chụp màn hình nha, chụp màn hình gửi quý nha. Ở đây là hai ngựa nhớt nữa nè. Con này hai ngựa chạy nhớt nè. Con này bị bể với một boe nè. Bên đây thay vì nó có cái giống gì nè, lọc gió. Nó bị đây nó bị cắn bể ha. 5,5 triệu anh em ha. Đời mới đó. Dental. EC Dental. Đời mới á. Con này giá 5,5 triệu đó. Con này cũng vậy luôn. Con này cũng bê tông xài nhớt luôn. Hai ngựa ha. Mấy con này bình 60 lít, 60-70 gì đó ha. Còn nhiều lắm. Không dầu có dầu có. Một ngựa có, hai ngựa có. À, giờ một ngựa hết rồi, còn hai ngựa không mà anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ quý số điện thoại 0988 577 662. Anh em có thể chụp màn hình gửi cái con anh em muốn mua qua cho quý, gửi qua đường Zalo quá thì quý trả lời dễ hơn ha, để chính xác cái con đó. Rồi, xin chào tạm biệt và cảm ơn em đã xem.